Xin chào bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe đạp đua Chopit Paris, dòng xe full carbon cao cấp của dòng Chopit, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Pháp. Bánh 700C và được chạy bộ full bộ group Shimano Ultegra, rất là cao cấp trong dòng Shimano sẽ luôn. Thì các bác thấy trên mình là toàn bộ phần khung của chiếc xe thân thể carbon, cách thiết kế cũng rất là tinh tế của Chopit. Cái đường cắt hay là đường bo khung rất là đẹp của Chopit Paris. Rất nhiều bác khách hàng bên em rất thích những cái dòng xe Chopit này, thiết kế cực kỳ đẹp, cấu hình tương đối là cao. Bán bên cửa hàng em mức giá là 24.800.000 cho một mẫu xe full carbon chạy full bộ và lốp Ultegra. Bộ và lốp này thì như các bác chơi xe lâu năm thì chúng ta đánh giá được là cái bộ này nó cũng gần như là cao cấp, gần như là cao cấp nhất ở dòng Shimano xe đua. Sau đua dây xong rồi đến Ultegra là cao cấp nhất. Sử dụng bộ vành bánh của Montegra, nó rất là nổi tiếng trên những chiếc xe chích. Bánh Montegra bánh 700C. Video của chiếc xe nó được trang bị bộ tay lắc của Ultegra. Giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 46 cm, khóa yên tâm cổ phốt là 50 cm. Để xe của các bác từ khoảng 1m62-63 khoảng 1m75 thì phù hợp. Bộ group Ultegra với 10 tầng 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe bán bên em mức giá là 24.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả lấy nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.